Xin chào các bạn vị, hôm nay mình sẽ review mọi người một tựa game dành cho bạn nào là fan của GTA thì trên điện thoại chúng ta có thể chơi tựa game mới ra này của GameLot. Đây chị, ôi nhiều xe quá, nên đi xe nào bây giờ nhỉ? Con này thì đạo nhái Lamborghini này, con này thì giống Range Rover này, con này thì lại giống Ferrari, con này giống xe đời cổ, thì đi Ferrari đi, lâu lắm rồi chưa đi. Ok, ở đây nó làm mình chọn Ferrari mà. sao lại thóc cái gậy vào trông như thật đấy. Đừng hỏi luôn. Bên này có ai? Con này giống con xe mà của anh trọc trong phim siêu anh hùng Fast and Furious phần 8 đi đây. Rồi ok, đây chính là tựa game mới nhất của nhà sản xuất GameLot là Gangsta New Orleans. Và với phiên bản này thì điểm đầu tiên là các bạn phải chơi online, nó không phải game chơi offline. Và vì thế nên nó là một thế giới mở, có thể tương tác với những người chơi khác được. Trò chơi đang có trên cả iOS cũng như là Android. Đồ họa trong game thì làm khá là tốt, chi tiết, nhưng mà các bạn sẽ để ý nó không phải là tựa game thuộc dạng là siêu thực, mà phong cách đồ họa của game đó là mang lại một cái góc nhìn của nó giống như kiểu là của hoạt hình ấy. Chết. Thú vui chỉ cần như thế thôi, nên mà cái đồ họa của nó khá là hay và bắt mắt. Và đương nhiên nếu các bạn cần, các bạn có thể làm nhiệm vụ ở góc bên trên, chúng ta sẽ bấm go và mọi người sẽ có thể lựa chọn đây là các loại vũ khí chúng ta mua. Chơi sang 43 đi đó, chúng ta sẽ chơi một khẩu 43. Công an à, đây rồi, mình đã tìm thấy công an rồi. Xe trong game nhìn đẹp và chất quá, bây giờ mình sẽ cướp xe công an cho các bạn xem. À, cảnh sát nữ kìa. Ô, bị bắt luôn rồi. Sao dễ đấy. Mình lại ra tát cho con này mấy phát mà. Mắc ngu. Có ông hỏi cho nhóm chat chỉnh kiểu gì hả bạn? Vãi hàng. Đúng là game thôi dễ mở. Úi dồi. Game bạo lực vãi. Được rồi, ok, chúng ta sẽ đi săn lùng và giết người ở đây. Có một kiểu giết người rồi. Mẹ kìa. Mẹ. Đi xuyên qua bụi cỏ kìa. Công an à. Mày chết này. Đâm công an mà rơi hết ở cam hàm rồi. Ui nó bắn mình kìa. Bộ súng vật này. Ui đông vãi anh em ơi. Đông bê lù. Ui chết rồi, sợ chui vào đây. Đi tiếp. Mày quá biết bơi. Rồi ok, lên gặp công an nào. Công an nào. Đây rồi. Nãy bắn bố mày à. Bắt bố mày. Thôi chết rồi. Chạy, máu chính là cái thanh ở bên dưới. Cho mày quả lựu đạn. Cho quả lựu đạn. Cả giác phê vậy. Bây giờ phải đi thay súng nữa. Mẹ vãi, ném quả bom mà trúng ô tô nó trông kiểu là mỗi đứa đi nốc ấy. Vãi mẹ, nó nấp kinh quá. Mày chết này. Public enemy, chúng ta đã trở thành một kẻ thù công cộng. Chụp đùa với tao à? Bọn dân ngu cu đen, mau cút ra khỏi đây đi. Đừng để tao điên lên. Bắn trượt luôn. Đùa với tao à? Ok, chúng ta sẽ lên xe. Có siêu xe kìa. Có vẹt kìa. Nấp sau xe. Không cần phải nấp. Chết mày đi. Chết này. Chết đi. Thôi lên xe chạy đã. Nó đem như kiểu là xe chống tăng về kìa. Chật vật quá nhờ. Xe này chỉ cái khỏe thôi. Rồi ta đã giết được một cơ số công an và bây giờ ta đang trên đường bỏ trốn. Như vậy là trong tựa game ngày hôm nay mình đã review và chia sẻ các bạn về cái trò. Nó bắn nổ xe à? Mình chưa kịp nói hết không? Như vậy trong tựa đây là đồn công an. Như vậy trong tựa game ngày hôm nay chúng ta đã mình lấy xe công an rồi, sao lại chơi chữ taxi vậy? Như vậy trong tựa game ngày hôm nay thì mình đã review cho mọi người về cái tựa game Gangsta New Orleans, một tựa game rất hay, thế giới mở, có thể tự do sống tự tại theo cái phong cách của các bạn. Bọn kia là bọn đặc công em ạ, bọn đặc công.
Và các bạn có thể cảm thấy video đến từ quên like, share bè. Và hy vọng các bạn đừng lên khung chat hỏi là làm sao để đi tới mình. Em lại anh em với các video lần sau. Rồi nặng phết. Và phải cho like đấy.